Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Momo88.me, hệ thống chặn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao, đường link được ghi dưới phần mô tả nha. Hey hey hey, chào mừng năm sau anh em. Lâu lâu lại on some mic tí đúng không? Lên đây bốc phét thì vì hôm nay ở server GAV nó bán túi phúc. Chính xác nó là một cái phiên bản khác của túi phúc anh em ạ. Nó cũng tựa tựa như vậy. Nếu mà túi phúc thì nó bán đâu đó tầm khoảng 17.000. Chúng ta sẽ 17k kim cương, chúng ta sẽ được một con boss. Thì ngày hôm nay các bạn nhìn thấy đây thì nó bán là đâu đó chỉ là tầm khoảng 12.000 một con boss thôi các bạn nhá. Ở đây các bạn nhìn thấy có ba cái gói này. Đó, ba túi đi, đúng không? Một gói 12.999, một gói 10.999 và một gói 3.999 nhá anh em nhá. Thì trong cái gói này có gì anh em này? 12.999 thì chúng ta sẽ nhận được 30 hoa đào và khoảng 30 cành và 30 nụ. 30 cảnh, 30 bông đúng không? Nhưng quan trọng nhất là cái này này các bạn, đúng không? Trong cái này nó sẽ các bạn sẽ nhận được, đó chính là boss LL 4 sao tự chọn nha anh em nhá. Gồm có Init 02 UM này, có Mari 14 này, có Diamond này anh em này, có Diamond Goro hay còn gọi là Diamond 02 UM này. Tiếp nữa là chúng ta còn có Elizabeth và một võ sĩ cuối cùng hình như là Gonit thì phải. Đúng rồi, Gonit. Và nó đều là 4 sao nha anh em nhá. Vậy là chúng ta chỉ cần bỏ ra đâu đó là 13k kim cương, các bạn đã nhận được một con bot ngon rồi đấy anh em. Bot ngon rồi đấy, đúng không? Các bạn hình dung này, có Init này, có Mari này, có Diamond, Elizabeth và Gonit. Thì trong tất cả mấy con này ngon nhất thì chắc là Diamond đấy nhá. Ngon nhất chắc là Diamond, Mari cũng được, tùy các bạn thôi nhá. Nếu về cơ bản này, thì đa số nếu các bạn mua gói này, đa số các bạn là Diamond đấy. Hoặc là các bạn nào mà thích kích duyên hay là duyên còn thiếu thì các bạn sẽ lấy boss còn lại, đúng không? Quá rẻ rồi đấy, cái này có khi còn rẻ hơn cả hồn hạt rồi, đúng không? Và tại sao nó lại rẻ như vậy thì chúng ta sẽ nói về cái vế, thì chúng ta sẽ nói về cái vế sau tại sao nó lại rẻ như vậy anh em nhá. Tiếp theo nữa là chúng ta có một cái gói 10.999 kim cương này. Thì đây là gói hồn vũ khí của nó anh em nhá. Cũng hồn vũ khí tự chọn luôn, hồn vũ khí tự chọn luôn anh em nhá. Có tất cả những con trên, đó là Diamond này. Ví dụ các bạn lấy Diamond thì các bạn có thể lấy luôn hồn vũ khí của Diamond, đúng không? Lấy Init thì lấy luôn hồn vũ khí của Init. Và tiếp theo nữa là cái 3.999 này, nó chính là cái gì nhỉ? Nó chính là cái skin nha anh em nhé, trang phục nha anh em nhé, outfit đấy, đúng không? Nó sẽ có outfit của những võ sĩ mà các bạn được lựa chọn nhá. Đấy, outfit của tất cả những võ sĩ kia đấy, và nó có tên từng trang phục kia. Cái này tí các mua các bạn sẽ biết nó có những cái gì nha anh em nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ xúc. Đây nó cho các bạn tự chọn tận 3 cơ mà, đúng không anh nhỉ? Nó cho các bạn mua được 3 hộp, nghĩa là các bạn nó có thể cho các bạn mua 3 võ sĩ, đúng không? Các bạn thích các bạn có thể mua 3 võ sĩ cũng được. Bạn lấy 3 hồn vũ khí cũng được, đúng không? Đấy, tùy các bạn nha. Đây, chúng ta sẽ mua một cái này trước đi. Mua một cái đi anh em nhá. Đó, đây. Mua một cái nha. Nào. Mua mỗi thứ một cái đi anh nhá. Đúng không? Mua mỗi thứ một cái đi. À. Mua test cho anh em xem nhé. Và tại sao chúng ta mua ba cái này đây? Nào, bây giờ mở ra nhé anh em nhé. Mấy không biết nó ở đâu. Đây anh em. Đây không phải. Đây nha anh em nhá. Đây. Đấy, các bạn nhìn không? Có 5 võ sĩ cho các bạn thao lựa chọn: Init, Mari, Diamond, Gonit và Elizabeth nha. Đấy, các bạn này nhìn thấy 5 võ sĩ, các bạn thích chọn võ sĩ nào thì chọn, đúng không? Lấy Diamond đi, đúng không? Nhờ anh em thích Diamond, lấy luôn Diamond Goro, không ai UM anh em nha. Ngầu chưa? Lấy ngầu chưa? Đợi, ngầu lòi bán cháy nha anh em nhỉ. Sao? Đại đế đấy các bạn, nhưng đại đế nghe chừng đến giờ. Đúng không? Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến hồn vũ khí nha anh em nhá. À, hồn vũ khí Init này, Mari này, Diamond này, Gonit này và Elizabeth này các bạn này, đúng không? Lấy Diamond thì tất nhiên các bạn phải lấy cái đai trên đầu đúng không? Lấy luôn hồn vũ khí của Diamond này. Tiếp theo nữa là các bạn có thể lựa chọn skin được của võ sĩ nhá. Đấy, skin này. Skin Mari bóng chảy này, Init gì đó này, Diamond này. Diamond siêu sáu rổ này, đúng không? Gonit và Elizabeth, đúng không? Đã lấy thì các bạn lấy chọn một combo như vậy. Đấy, đơn giản thôi. Nói chung khá rẻ anh em, rất rẻ. Và tại sao nó lại có cái vấn đề rẻ như vậy?
bình thường nó sẽ rơi đâu đó tầm khoảng 17k đúng không? Và túi phúc của nó một năm nó mới đâu ra được có vài lần thôi, mà tự nhiên lần này nó ra cái đợt này, mà cái đợt này nó lại rất, mà cái đợt này CMGIV nó đang có một cái bước chuyển mình cực kỳ lớn nha anh em nhé. À, đợt này CMGIV đang có một bước chuyển mình vô cùng lớn, đó là khả năng tiến hóa đến từ khả năng tiến hóa đến từ Yori dị, cho nên những cái dạng boss như kiểu Diamond bây giờ thực sự các bạn có dạng boss dạng võ sĩ nó không tiến hóa, nó không tiến hóa thì thật sự các bạn nó khá yếu rồi đúng không? Nó không tiến hóa, những cái boss mà không tiến hóa bây giờ thì không giờ ăn được những cái boss dạng tiến hóa như Yori này đúng không? Mà sắp tới có thể là Kionet, sắp tới có thể là Kio 14 nữa, vì có những cái thông tin được leak ra, có những cái hình ảnh được dò dỉ ra, anh em hình dung không? Nên là chúng ta cũng không biết thế nào, không biết đâu một lần với những võ sĩ như vậy đúng không? Thật sự với các bạn là như vậy, không biết đâu một lần với những cái võ sĩ như vậy, đó, những cái hình ảnh mà nó dò dỉ ra, chờ những võ sĩ gì nhỉ? Chờ những võ sĩ đây có Init này, Diamond này, Robert này đúng không? Chờ những võ sĩ mà chờ những võ sĩ mà nó có tiến hóa ra mắt ấy, thì có lẽ nó sẽ ngon lành hơn thời điểm hiện tại này các bạn lấy những cái võ sĩ mà không có tiến hóa. Với hai nữa là thời điểm tháng 6 sắp tới rồi, bây giờ tháng 4 rồi đúng không nha, tháng 5 này ra một con boss nữa, rồi tháng 6 thì CyberGIV nó lại có hợp tác cơ. Ấy, CyberGIV nó lại chuẩn bị có hợp tác cơ, mà lần này hợp tác chắc chắn là với Street Fighter rồi nha, đúng không? Tất nhiên là với bộ chiến đấu đường phố với mấy thanh niên kia, mấy thanh niên và bên KOF Ultrastar các bạn, nó vừa hợp tác xong ấy, thì khả năng là KOF 98 này nó cũng hợp tác cùng. Đó lý do tại sao mình nói với các bạn là cái boss mà tiến hóa bây giờ nó kinh khủng lắm anh em. Sắp tới nữa là boss hợp tác nó cũng kinh khủng nữa. Mà những con boss support cũ mà các bạn vừa lấy đúng không? Còn mà mình vừa lấy con Diamond ấy, thì duy nhất chỉ có Diamond là còn chấp nhận được. Init thì cũng sắp hết meta, Init thì đến tháng 8 này, có nghĩa là từ đây đến tháng 8 thì Init còn đâu đó tầm khoảng là tháng 4, 5, 6, 7, 8, tầm khoảng 4 tháng nữa là cũng out, không chống được nữa đúng không nhỉ? Là cũng hết thời, ra boss meta mới thì Init cũng bay màu mà thôi. Đó là cái túi phúc dành cho anh em ngày hôm nay nhá. Anh em nào thích thì vẫn có thể lấy được thôi, nhưng mà về cơ bản thì mình khuyên các bạn không nên lấy làm gì cả, đúng không? Trừ khi bạn nào thích quá, đam mê quá thì các bạn lấy, chứ còn về cơ bản thì lấy về chờ, các bạn nên chờ boss hợp tác. Thứ nhất là các bạn nên chờ boss hợp tác, lấy một con siêu khủng kiểu boss hợp tác. Với năm nào hợp tác thì cũng có một con rất khủng nha anh em nhá, đúng không? Năm nào hợp tác thì cũng có một con rất khủng, các bạn cứ chờ lấy boss hợp tác thôi. Các bạn cứ chờ lấy boss hợp tác thôi, hoặc là chờ bỏ võ sĩ tiến hóa sắp tới nó ra mắt nữa là ok rồi. Ok, clip này thì mình cũng thôi, xin phép tạm dừng lại đây nhá. Anh em xem highlight những clip khác nhá. Bye bye. いくぞ消えろ。うわ。うわ。うわ。虫切れ。ふ。見せよ。甘い。いくぞ。耐えてみろ。 甘い。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 
どうですか？甘い落ち。甘い落ち。おりゃ。行くぞ消えろ。うわうわおりゃうわさあ神に、うん、どうですか虫切れが甘い望み行くぞ耐えてみろ甘い望み焼き尽くす遊びの甘い望み大フォーエバーレイディーおりゃはい。甘い。遅いわね。甘い。最高だ。焼き尽くす遊びを。おりゃうわさあ、神に、ね、どうですか見せよ行くぞ、耐えてみろ虫切れが小細工は無用だ見せよ行くぞ耐えてみろ焼き尽くす遊びの大フォーエバーレイディーおりゃいくぞ。
ぞ。消えろ。焼き尽くす遊びを。甘い。望み。うわ。行くぞ、耐えてみろ。行くぞ、消えろ。甘い。望むぞ。マイアル、大いなる光の神に。おりゃ。どうですか？虫けらげ。小細工が無用だ。見せよう。行くぞ、耐えてみろ。小細工が無用だ。見せよう。うわうわ。大フォーエバーレディー。おりゃ。うわ。くっくっ。はい。出てこや。うわうわ。所詮は読みだが焼き尽くす遊びの
すぐ楽にしてやる。焼き尽くす。アテチ。オリア。うわ。うわ。うわ。焼き尽くす。遊びの。